tiếng tơ tiếng trúc đầy vơi hồn thiêng sông núi. Thay lời chào xuân tình quê vương vẫn bước chân y a ê a ơi a. Làm gì mà không nghe máy nữa. Hẹn hò buồn cười thật đấy. Trời ơi, sao bây giờ mới nghe máy? Anh biết là anh hẹn em từ 1 giờ mà bây giờ 3 giờ rồi. Em có rảnh đâu, nhà bao việc. Bây giờ bao nhiêu lâu rồi anh ra đây? Bây giờ đây anh nhá. Đúng 10 phút nữa anh có mặt cho em, còn nếu như không thì em mình khỏi phải liên lạc với nhau đi. Nhà bao việc, em không có thời gian để rảnh rỗi dành cho anh đâu. Nhé nhá. Ở đây em ơi. Sao anh? Anh nhìn em quen quen đấy. À, đúng rồi. Có phải là... Hình như là em gặp anh rồi. Đúng rồi. Có một cái câu nói rất là bất hủ đúng không? Đó là câu nói của em là rất là nhiều người họ làm cái slogan rất là hoành tráng. Em nhớ câu gì không nhỉ? Là quan hệ. Quan họ thì ít nghe nhưng quan hệ thì làm liên tục ấy hả? Ô, vẫn là anh hả? Ủa sao bao nhiêu năm anh vẫn đứng đây hát rong vậy? Đợi anh nó. Em ngồi đi, Em đang đợi bạn, em đang đợi bạn đón. Ngồi đây một tí, khi nào bạn đến thì hay. Chả mấy khi năm nay rồi anh em mới gặp nhau. Dạo này trông khác hẳn không nhỉ? Em vẫn thế mà. Anh thấy cũng khác đấy. Thực ra thì lúc nào cũng trong một mối quan hệ. Điện thoại xịn này, túi sách xịn này, váy đẹp này. Máy tàu anh ạ. Nhưng mà với cái cậu trước yêu nhau nào rồi? Thực ra thì em vẫn đang trong một mối quan hệ nhưng mà không phải quan hệ với một người. Ui giời. Nhưng mà còn không? Ui giời ơi, tầm này mà còn nữa anh. Thế thôi à, giải tán nó bỏ rồi à? Kiếp, câu chuyện đấy từ cũ từ đợt đấy luôn rồi anh ạ. À. Vâng. Xong cái là đi luôn. Thôi luôn. Thôi luôn. Nhưng mà đợt đấy em làm anh quả phụ phàng quá. Thế à? Anh hát gần chết để cho em nghe, cuối cùng em bỏ anh ra. Hôm đấy không đến người yêu em ghen đấy. Ghen lắm luôn ấy. Kêu là ra đây ngồi với người nọ người kia. Tại này anh có gì mới không? Anh mỗi một ngày là một cái mới. Thế à? Thế đã có cái gọi là cái được vắt vai chưa? Vắt vai là cái gì nhỉ? Có mối tình nào vắt vai chưa? Thế em nghĩ anh có không? Em nghĩ ngày nào kéo lọ ra đây hát rong thì làm gì có. Anh mà không có, trông này mà không có thì đúng là chán, cuộc đời nó chán. Thực ra thì... anh chỉ là kém, anh nghĩ là anh kém em đâu, phải phấn đấu như em là... Thực ra là... Thay đổi thường xuyên. Em là người tiếp phụ nữ thực tế. Thực em, tế. Em thấy là nếu mà phụ nữ mà nhìn thấy anh kéo lọ ra đường chỉ hát rong như thế này thì không có tiền đồ ấy. Thế là em nghĩ là chắc tầm này vẫn chưa có gì. Thế em có nghĩ là tại sao em lại ngồi đây không? Thì em đang đợi bạn đón mà, bọn em hẹn nhau ở đây. Thì tức là đi là em mà có, em mà cũng khi mà anh có lời mời mà em ngồi đây thì chắc chắn rằng anh sẽ có cơ hội đối với những người khác nữa. Đấy, không chỉ riêng em đúng không? Nếu như mà anh mời mà em không ngồi ấy, thì là anh hèn, sẽ không có cơ hội. Hèn xui lắm. Cứ cho là thế. À, thôi không rông dài nữa nhỉ? À. Cũng chẳng gì, mấy năm rồi mới gặp lại. Thì bây giờ là bây giờ anh đã được yêu cầu của em ngày xưa chưa? Ngày xưa em bảo anh hát văn với ca trù các thứ linh tinh. Em bảo hát sầm với ca trù văn. À, thực ra thì anh hát rất là nhiều, nhưng mà hát chủ yếu là hát nhạc phổ thông thôi. Ví dụ như là nhạc trẻ hay là nhạc dân ca dân gian bình thường thôi. Yeah. Hát chèo, hát kia, hát khó quá, em toàn chơi khó anh. Thực ra là em trông thế này, tôi trông thì kiểu trẻ hiện đại tí thôi, nhưng em lại thích cái dòng dân gian. Trông thì kiểu là rất là... Hay là bây giờ anh cố hát tặng em bài chầu văn đi. Hát chầu văn à? Ừ. Ví dụ như ở đây là hoa lá nhiều này, rồi em mặc một cái vàng chóe như này này. Em thấy nó hơi mùa xuân anh. Nó có sắc xuân đúng không? Ừ. Nó kiểu nó nhiều màu sắc.
anh được. Tặng anh một bài nhá. Hôm năm nay em khác, năm nay em khác 2 năm trước lắm rồi. 2 năm trước là còn bồng bột trẻ con, chứ năm nay thì lớn hơn một tí rồi. Thì trải, mỗi trải, cái là trải qua mấy lần rồi. Mỗi cái là thay người yêu như thay áo thôi. Người yêu là khoảng bao nhiêu người yêu à? Ai nhớ. Không đếm được. Không đếm được à? Nói chung là tình yêu đích thực thì chưa thấy, mà cái na ná tình yêu thì cũng khá nhiều. Thế bị lừa nhiều không? Em lừa người ta chứ ai lừa em. Sợ nhở. Anh nghĩ ra bài gì hát tặng em bài, bởi vì em cũng chỉ còn có năm. Anh hát bài 5 phút nữa thôi bạn em đón rồi. Hát văn đúng không? Ừ, hát bài. Anh hát bài Tình Xuân Xin Gửi Nơi Quê, soạn lời của soạn giả Mai Văn Lạ. Ồ. Thế ra em phải phụ họa cho anh em múa nhá, bởi vì bài đấy nó giống kiểu có những đoạn lên đồng giống Cô Lê Thượng Ngàn. Ôi em mặc như này em múa mình ra cùng ném đá vào mặt em. Không, mình biểu cảm tay chân thôi. Ừ, và hát văn là truyền thống xong rồi. Mình mặc kiểu hơi hết khi ấy, sợ bị ném đá anh ạ. Không sao, còn hơn là em ngồi im, đúng không? Còn hơn em ngồi im. Rồi, để anh lấy nhà. Bật cái micro này lên thôi đã. Anh xem là lên ok chưa? Rồi. Chuẩn bị nghe anh hát nhé. Chẳng hiểu tại sao em thích nghe cái dòng nhạc này. Cành mai sớm y đẹp trong nắng mới, gió xuân đi về như gợi nhớ tình xuân. Giữa không gian lắng tiếng ai đàn, khúc hát văn rộn ràng xuân ni mới. Hay quá, không ngờ luôn đấy. Bình thường em cố gắng luôn. Tình xuân gửi đến muôn nhà, hoa thơm trái ngọt ni. Đường đà hồn quê gió đồng xào xạc lũy tre. Gió đồng sao sạt lũy tre, đêm xuân vui hội. Lắng nghe ai đàn khúc vui dịu dặt tím loan. Giặt phím loan vàng thau thử lửa. Gian nan thử người tiếng thơ, tiếng chúc đầy vơi. Chúc đầy vơi hồn thiêng sông núi. Thay lời chúc
chào xuân tình quê, vương vẫn bước chân. Ý ý à, ê à, ê à. Bạn làm hay múa em ạ. Em không biết múa. Tình xuân vương vẫn bước chân, đào mai khoe sắc trong ngần tiếng ca. Vui xuân vui đến mọi nhà. À, 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 à. Vui xuân vui đến mọi nhà, trầu cau ước hẹn đôi ta duyên lành, hoa quê nở giữa đồng xanh. À, 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 à. Hoa quê nở giữa đồng xanh, sắc xuân thêm đẹp tuổi xanh hẹn hò. Ngang sông nghiêng một cánh cò. À, 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 à. Ngang sông à, 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 à. Nghiêng một cánh cò giật mình nhớ tiếng y. Lõi đò năm xưa chầu này khăn ấy ai đưa y. Chầu này khăn ấy ai đưa, đàn bầu ai gảy. Đêm mưa giọt buồn hóa thân về với cội nguồn, ngày xuân gửi trọn ý. Mảnh hồn nơi quê, mảnh hồn nơi quê. À, anh nghĩ là anh phải đi sâu đi sát vào cái dòng nhạc này. Anh thì anh mới tập bởi vì là có nhiều người yêu cầu lắm. Vừa rồi thì không giấu gì em, anh cũng làm một cái kênh YouTube để vui thôi, thời gian rảnh ấy. Thì anh cũng đi làm sự kiện đó, thời gian rảnh thì anh có làm kênh YouTube để giao lưu với tất cả mọi kênh, người. Kênh của anh tên gì để em? Kênh của anh là Nghề Giải Trí. Nghề Giải Trí ạ? Nghề Giải Trí. Vâng. Thì em đếm đăng ký. Bây giờ tiết lộ với em nha, ngày trước là anh em mình gặp nhau là có đàn em anh nó quay lại. Thế à? Quay lại đấy. Mà cái câu nói của em bây giờ nó thành slogan rất là nổi tiếng ở trên YouTube. Không phải là nổi rộng rãi mà nổi ở kênh của anh. À. Người ta bảo thấy cô bé này là người ta biết ngay là có một cái câu là quan hệ thì ít nhưng mà quan họ thì ít, nghe như quan hệ thì làm liên tục ừ, hả? Em ơi ngại quá, em không biết là quay lại em mới nói ra ấy. Hôm nay thì cảm ơn em rất là nhiều. Vâng. Đã nán lại, đúng là trái đất quay tròn đúng không? Trái đất quay tròn của anh em. Em vẫn cứ làm việc và công tác ở Hà Nội, với cả nhà em cũng gần đây nên thi thoảng em cũng ra đây. Vâng. Thực ra là quý vị các bạn thân mến, bởi vì là trong cuộc sống nó cần phải có những giây phút vui vẻ, nó cần phải có những giây phút giải trí. Ồ, đang quay à anh? Đang quay à? À, đang quay, giấu trong gốc cây kìa, máy quay. Anh không bảo em từ nãy giờ, em nghe em cứ háo mồm ra chắc là nhìn xấu lắm ấy. Anh biết rồi, anh biết là cái đấy chỉ là những phát ngôn để nó gây sốc một chút, nó cho cái hương vị cuộc sống nó vui vẻ thôi. Còn làm gì đến nỗi mà ngày nào em thay người yêu hay là một tháng thay người yêu 2-3 lần, cái đấy thì mọi người hiểu cả. Nói chung là ngày nào cũng thay thì không, nhưng tháng 2-3 lần thì là có.
được đấy nhỉ. Anh phải phấn đấu giống em. Thanh xuân còn bao nhiêu năm đâu anh? Tuổi trẻ không chơi là già hối hận. Thanh xuân còn chẳng còn được bao nhiêu năm. Chơi tới đi anh, chơi tới bế đi anh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì lại rất là vui, bởi vì là khi mà Hoàng Hà ra ngoài công viên này lại gặp người quen cũ. Ngày xưa đã từng gặp nhau, đã từng nói chuyện với nhau rồi. Người cũ từng quen à? Người cũ từng quen, người quen từng cũ. Bạn cho em đến rồi, em xin phép nha. Lần này không lừa anh bây nữa. Bây giờ chào mọi người phát đã. Lần này không lừa anh nữa, lần này bạn nha đón thật. Lần này anh có dám tán tỉnh gì đâu, anh lại sợ em lại chơi anh một cú nữa. Ngày trước là anh đúng là ngày đấy anh máy, máy ở góc kia anh. Trong búi trong góc sau gốc cây có hai thằng em anh nó thò mày quay rồi. Chào mọi người. Chào mọi người. Lần trước anh hát dài cổ để xem là có vớt vát được gì không mà không được. Yeah. Thế lần này anh chỉ hát vui để tặng em thôi. Trông thế anh... thôi em khó mà, em khó mà, ừ, em có dễ đâu, em khó mà. Anh đâu, bởi vì là anh cũng có hẹn rồi. Vâng, ok. Chào anh nhá. Chào em. Hẹn gặp lại anh, có duyên lại gặp lần nữa. Nếu mà có duyên gặp nhau lần 3 đây thì em xin số điện thoại nhá. Ok, ok. Để sau này em cưới em mời anh về hát cho em. Lần trước xin số điện thoại không cho nhưng lần này rất khoát. Lần này chắc chắn là sẽ cho, bởi vì em cưới em sẽ mời anh về hát cho em nhá. Nhất trí, nhất trí. Ok. Cảm ơn. Bye bye. Ok luôn. Đi nhá. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Nghề Giải Trí TV. Và ngày hôm nay thì Hoàng Hà lại một thử thách mới, đó là lại hát một bài hát văn. Mà bài hát văn thì Hoàng Hà cũng mới tập được hai hôm nay thôi. Cho nên là có gì mà nói chưa được, mong tất cả quý vị và các bạn thông cảm. Và cũng rất là mong rằng là quý vị hãy đưa thử thách tiếp theo cho Hoàng Hà. Trước thử thách hát chèo thì Hà cũng hát rồi, lần này thì hát văn thì hôm nay cũng hát rồi. Mặc dù là chưa được 10 điểm nhưng mà 6-7 điểm cũng là vui rồi, xin cảm ơn. Còn bây giờ thì rất mong quý vị đăng ký cho kênh Nghề Giải Trí. Và chúc quý vị trong cuộc sống luôn luôn có nhiều sức khỏe, nghe nhạc vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.